Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Thế Sơn Toyota. Các bạn thân mến, ngày hôm nay Thế Sơn Toyota xin giới thiệu với các bạn về 9 loại đèn cảnh báo trên ô tô mà chúng ta nhất thiết không được phép lơ là chủ quan. Các loại đèn cảnh báo trên ô tô có chức năng cảnh báo khi xe gặp phải các vấn đề có nguy cơ gây mất an toàn hoặc ảnh hưởng đến khả năng vận hành của xe. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về đèn cảnh báo trên bảng điều khiển ô tô, biểu tượng và ý nghĩa của chúng. Bảng điều khiển có đầy đủ các ký hiệu, chúng có thể có màu sắc khác nhau ở các xe, nhưng nhìn chung, hầu hết ở các xe thì các loại đèn cảnh báo này sẽ đại diện cho cùng một ý nghĩa. Khi phát sáng, chúng báo hiệu các vấn đề nghiêm trọng mà các tài xế không được phép lơ là và chủ quan. 1. Đèn cảnh báo động cơ ECU. Về cơ bản, đây là tín hiệu hình động cơ cho thấy xe đã tự chuyển sang chế độ an toàn. Nguyên nhân khiến đèn ECU sáng lên trên bảng điều khiển có thể là do thiếu nguồn điện, hệ thống đánh lửa sai thời điểm hoặc bất kỳ lỗi nào khác làm gián đoạn quá trình hoạt động của động cơ. Khi thấy đèn cảnh báo động cơ bật sáng thì hãy mang xe đến ngay gara để thợ có thể kiểm tra chính xác nguyên nhân, vì lái xe như thế thì sẽ có thể dẫn đến những hư hỏng không thể khắc phục được. 2. Đèn cảnh báo absolute lốp. Biểu tượng này xuất hiện giống như một chữ cái U với dấu chấm than ở giữa. Đây là một trong những đèn cảnh báo trên bảng điều khiển ô tô sẽ xuất hiện khi lốp xe gặp sự cố. Vì vậy, khi xuất hiện loại đèn cảnh báo này có nghĩa là áp suất của một hoặc nhiều lốp xe đang ở mức quá thấp. 3. Đèn cảnh báo nhiệt độ động cơ. Đèn cảnh báo nhiệt độ của động cơ hay còn gọi là đèn cảnh báo chất làm mát có hình chữ E như đang chèo thuyền trên mặt nước. Đèn cảnh báo trên bảng điều khiển này cảnh báo bạn giữ cho động cơ luôn mát. Khi khởi động động cơ, đèn cảnh báo chất làm mát sẽ sáng lên vài giây để kiểm tra tình trạng bóng đèn. Trong trường hợp đèn cảnh báo nhiệt độ nước làm mát vẫn sáng sau khi khởi động xe, báo hiệu xe đang gặp sự cố trong hệ thống làm mát. Hãy nhớ rằng, khi đèn cảnh báo chất làm mát bất ngờ phát sáng thì nên mở nắp capo và kiểm tra mực nước làm mát. Nguyên nhân có thể là do máy quá nóng, thiếu nước làm mát hoặc là hệ thống làm mát đang gặp sự cố. Lúc này, bạn cần đậu xe ở khu vực an toàn, có bóng râm nếu là mùa hè để mở nắp capo. Nếu quan sát thấy nước vẫn sôi, bạn có thể để máy ở chế độ không tải cho đến khi nhiệt độ giảm xuống dưới vạch đỏ rồi tắt máy. Không nên tắt ngay vì có thể gây ra hiện tượng tắc nhiệt do không được lưu nước và quạt không hoạt động làm cho nước sôi mạnh hơn. 4. Đèn chỉ báo thắt dây an toàn. Đèn chỉ báo thắt dây an toàn xuất hiện để nhắc nhở tài xế và các hành khách phải thắt dây an toàn. Tuy nhiên hiện nay xuất hiện thêm các thiết bị hỗ trợ để đánh lừa loại đèn này. Việc thắt dây an toàn có ý nghĩa lớn, giúp giảm thiểu thương tích và tai nạn khi có tình huống nguy hiểm xảy ra. Hãy nhớ việc thắt dây an toàn được đặt lên hàng đầu trước khi di chuyển. 5. Đèn báo phanh. Trong trường hợp đèn báo phanh nhấp nháy ngay cả trong lúc đang lái xe, đây có thể là nguyên nhân do dầu phanh bị thấp. Nếu đèn xe bật sáng liên tục thì xe đang gặp vấn đề nghiêm trọng trong hệ thống phanh. Khi gặp trường hợp này, tài xế nên tấp xe vào lề đường hoặc kiếm một xưởng dịch vụ sửa chữa gần nhất. 6. Đèn cảnh báo túi khí. Túi khí là bộ phận quan trọng trong việc bảo vệ an toàn tính mạng cho người sử dụng xe hơi khi xảy ra va chạm bất ngờ. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp túi khí an toàn không hoạt động do hệ thống kiểm soát túi khí gặp trục trặc, mà phần lớn là do đầu sắt cắm không vào điện. Khi đèn cảnh báo này xuất hiện trên bảng điều khiển, hãy đưa xe đi kiểm tra ngay lập tức để tránh trường hợp xe không bung túi khí trong quá trình va chạm. Biết được những đèn cảnh báo thông thường trên bảng điều khiển xe hơi có thể cứu chiếc xe và thậm chí là tính mạng của bạn. Nhận biết được các tín hiệu này là một trợ thủ đắc lực cho việc lái xe an toàn trên đường. 7. Đèn cảnh báo hệ thống trợ lực vô lăng. Theo kinh nghiệm lái xe ô tô, đèn cảnh báo vô lăng trợ lực phát sáng có nghĩa là hệ thống trợ lực của vô lăng đang gặp vấn đề. Lúc này, khi xoay vô lăng sẽ cảm thấy nặng và khó xoay. Điều này rất nguy hiểm, đặc biệt là khi lái xe ở tốc độ cao. Điều bạn cần làm là thay thế dầu trợ lực lái định kỳ để cho hệ thống lái xe ở trạng thái tốt nhất. Nếu có bất kỳ vấn đề gì liên quan đến hệ thống trợ lực lái thì bạn nên mang xe ngay đến xưởng sửa chữa để chúng ta có thể bảo đảm an toàn. 8. Đèn báo lỗi ắc quy. Nếu đèn cảnh báo ắc quy, đèn có hình dạng biểu tượng pin trên bảng điều khiển bật sáng khi bạn đang lái xe thì điều này có nghĩa là hệ thống sạc không hoạt động, nhưng lỗi có thể nằm ở một số thứ khác ngoài cục pin. Nguyên nhân khiến đèn cảnh báo ắc quy bật sáng có thể là do dây cáp bị lỏng, bị ăn mòn hoặc các thành phần kết nối dây khác của hệ thống sạc. Ngoài ra, cũng có thể là sự cố với máy phát điện hoặc bộ điều chỉnh điện áp. 9. Đèn báo dầu. Khi nhìn thấy đèn này trên bảng điều khiển, bạn cần hiểu rằng nhiệt độ dầu quá cao hoặc dầu áp suất trong bình quá thấp, dầu quá nhiều có thể làm hỏng động cơ. Vì vậy, bạn nên kiểm tra bằng thìa dầu và đổ đầy nếu cần. Vừa rồi là một số thông tin mà Thế Sơn Toyota muốn chuyển tới quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay liên quan đến 9 loại đèn cảnh báo trên ô tô mà chúng ta không nên lơ là và chủ quan. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên like, share, subscribe và bật chuông thông báo cho kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn trong thời gian tới các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.
10 lý do nên chọn và mua xe tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. 1. Chúng tôi là một trong những đại lý lớn nhất Việt Nam, tiềm lực tài chính mạnh với 100% vốn nước ngoài của tập đoàn Toyota Hiroshima Nhật Bản nên luôn có nhiều xe giao trong ngày. 2. Quanh năm luôn có khuyến mại giảm giá tốt thị trường. 3. Tặng nhiều phụ kiện cao cấp cho xe. 4. Toyota Hiroshima là đại lý có trang thiết bị hiện đại và tối tân từ Nhật, giúp khách hàng bảo trì bảo dưỡng và làm bảo hiểm xe nhanh chóng gọn nhẹ. 5. Hỗ trợ thủ tục ngân hàng lãi suất cực ưu đãi, thủ tục đơn giản và đảm bảo 100% được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. 6. Hỗ trợ đăng ký và giao xe tận nơi. 7. Hỗ trợ khách hàng thủ tục kinh doanh Grab, Uber và taxi. 8. Chúng tôi luôn có các xe demo cho khách hàng lái thử trải nghiệm trước khi mua xe. 9. Dịch vụ chăm sóc khách hàng được đánh giá tốt nhất Việt Nam, nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm luôn được các chuyên gia Nhật Bản đào tạo. 10. Dịch vụ bảo dưỡng bảo hành số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh với các chuyên gia và kỹ thuật viên người Nhật trực tiếp quản lý chiếc xe của bạn. Để đáp lại sự ủng hộ của khách hàng xa gần, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng luôn có chương trình khuyến mãi tốt thị trường bao gồm giảm tiền mặt cực lớn, bảo hiểm vật chất, trang bị phụ kiện cao cấp cho xe, tặng đầu DVD cảm ứng cao cấp, tích hợp quản lý tốc độ, chỉ đường GPS Việt Map, tặng camera xe hồng ngoại, tặng dán phim cách nhiệt thương hiệu Mỹ bảo hành 10 năm, tặng ló sàn toàn xe, tặng ghế da xe cao cấp, tặng che mưa, tặng bộ chén cửa cao cấp, tặng bộ ốp đèn trước, ốp đèn sau, tặng bọc trần xe, tặng áo chùm xe và nhiều phụ kiện theo xe, hỗ trợ đăng ký kinh doanh Grab, Uber và taxi.